trời cày em tên Nguyễn Nhật Minh, mã số vượt quá 151261. Hôm nay em xin trình bày bài số 2 là từ phương trình trạng thái suy ra hàm truyền ạ. Đây là phương trình trạng thái em cho sẵn là a có ma trận là trừ 2 0 trừ 1 0 trừ 3 trừ 1 0 trừ 2 trừ 6 và b là 1 1 1 c là 0 1 0 thì mới vô là mình tính s nhân cho ma trận chuyển vị trừ cho ma trận a là ma trận chuyển vị là 100010 và 001 trừ cho ma trận a là trừ 2 0 trừ 1 0 trừ 3 trừ 1 và 0 trừ 2 trừ 6 thì mình dân vô thì ra s cộng 2 0 1 0 s cộng 3 1 và 0 2 s cộng 6 và đây mình test SA là bằng S hàng 1 cột 1 nhân cho S cộng 3 1 và 2 S cộng 6 trừ cho hàng 2 cột 1 nhân cho 0 1 2 S cộng 6 và cộng cho xen kẽ là cộng cho 0 0 1 s cộng 3 và 1 thì mình suy ra được là s mũ 3 cộng 11 s bình cộng 34 s cộng 32 thì ở đây mình tính riêng lẻ ra là mình tính c 11 là ma trận của cột 1 hàng 1 là S cộng 3 1 2 nhân cho S cộng 6 là ra là S bình cộng 9S cộng 16 còn C12 là không không nhân cho một không một với lại không nhân s cộng 6 là bằng không không nhân s cộng 6 cộng cho 1 nhân 0 là bằng 0. C13 là bằng 0 s cộng 3 0 1 0 nhân 2 cộng cho s cộng 3 cộng 0 là nhân 0 là bằng 0. C21 là bằng 0 2 0 1 và 2 s cộng 6 là 0 nhân cho s cộng 6 là bằng 0 trừ cho 2 nhân 1 là bằng trừ 2. Thì mình tính là C22 là bằng x cộng 2 1 0 nhân s cộng 6 là bằng s cộng 2 nhân cho tất cả nhân cho s cộng 6 trừ cho 1 là bằng s bình cộng 8s cộng 12 và C23 là bằng s cộng 2 0 0 2 s cộng 2 nhân cho 2 trừ cho 0 bằng 2s cộng 4. C31 là bằng 01 s cộng 31 0 nhân 1 trừ cho 1 nhân cho s cộng 3 là bằng trừ s trừ 3. C32 là bằng s cộng 2 nhân cho 1 trừ cho 0 nhân 1 là bằng s cộng 2. C33 là bằng s cộng 2 nhân cho s cộng 3 trừ cho 0 là bằng s bình cộng 5s cộng 6. Sau đó mình tính là
S nhân Y trừ cho A tất cả mũ trừ 1 là bằng 1 chia cho Det SI trừ A, là Det là mới nãy mình tính ra là bằng S mũ 3 cộng 11 S bình cộng 34 S cộng 32, rồi nhân cho ở đây là C11, ở đây là C1, C12, đây C13. Còn ở đây là C2. Ở đây là C11, đây là trừ C12 cộng C13, đây là trừ C21 cộng C22 trừ C23 cộng C31 trừ C32 cộng C33. Thì mình S mũ 3 cộng 11 S bình cộng 31 34 S cộng 32 mà tách ra thì nó sẽ là tách cái này ra thì nó sẽ là S cộng 2 tất cả nhân cho S bình cộng cho 9S cộng 16 thì ở đây mình nhân vô 1 chia S cộng 2 nhân cho S bình cộng 9S cộng 16 nhân cho S bình cộng 9S cộng 16 thì triệt tiêu S bình cộng 9S cộng 16 thì còn là S cộng 2 ở đây thì không triệt tiêu thì đi đầy đủ vào là 2 chia cho S mũ 3 cộng 11S bình cộng 34S cộng 32, ở đây cũng vậy là trừ S trừ 3 trên cho S mũ 3 cộng 11S bình cộng 34S cộng 32, ở đây tất cả nhân không là bằng 0, còn ở đây là bằng S bình cộng 8S cộng 12. Thì ở cái nghiệm của cái S bình cộng 8S cộng 12 là bằng S cộng 2 nghiệm là trừ 2 và trừ 6 thì tách ra sẽ là S cộng 6 và là S cộng 2. Đơn giản S cộng 2 thì mình chỉ còn S cộng 6 trên cho S bình cộng 9S cộng 16. Ở đây thì mình rút trừ ra ngoài thì còn là trừ 1 chia cho S bình cộng 9S cộng 16 thì, không nhân là bằng 0. Ở đây thì rút 2 ra ngoài thì trong mặt là còn S cộng 2 triệt tiêu đơn giản thì còn trừ 2 chia cho S bình cộng 9S cộng 16. Ở đây nghiệm của S bình cộng 5S cộng 6 là thì nghiệm là bằng trừ 2 với lại trừ 3 thì ở đây mình tách ra là còn S cộng 3 và S cộng 2 thì triệt tiêu thì còn là S cộng 3 trên cho S bình cộng 9S cộng 16. Trời ơi à. Tiếp theo là mình nhân SI trừ A tất cả mũ trừ 1 nhân cho ma chặn B, mà ma chặn B là ma chặn cột 111. Chặn B là ma chặn cột 111 thì
mình lấy cái này mình nhân cho ma trận 111 thì nó sẽ bằng là 1 chia cho s cộng 2 cộng cho cái này cộng lại với nhau và quy đồng lấy mẫu số chung thì ở trên đây là s bình cộng 9s cộng 16 cộng cho 2 trừ cho s trừ cho 3 là ra là s bình cộng 8s cộng 15 chia cho s mũ 3 cộng 11s bình cộng 34s cộng 32. Rồi. Cái này cộng lại với nhau thì là s cộng 6 trừ 1 là s cộng 5 chia cho s bình cộng 9s cộng 16. Ở hàng thứ 3 thì là cộng lại với nhau thì là trừ 2 cộng cho s cộng 3 thì là s cộng 1 chia cho s bình cộng 9s cộng 16. Tiếp theo là mình nhân thêm cho ma trận C, và ma trận C ở đây là 010, ma trận hàng 010 thì là mình cột 1 hàng 1 nhân cho 0 là bằng 0 cộng cho 1 nhân cho s cộng 5 chia cho s bình cộng 9s cộng 16 là rồi cộng cho 0 nhân cái này là bằng 0 thì chia là đáp án hàm chỉ sẽ là s cộng 5 chia cho s bình cộng 9s cộng 16. Rồi bài số 2 của em đến đây kết thúc rồi.